quay trở lại với Thảo Dung Tôi Yêu Ta Tân Cảng. Và quý vị ơi, hôm nay rất vui là được gặp quý vị và xin gửi đến quý vị bảng giá mới nhất các dòng xe đang có tại Toyota Tân Cảng Phú Chung. Và một việc rất là vui đó là xe mới về rất là nhiều cho quý vị, đặc biệt là Fortuner về toàn xe đẹp, xe chất không cho quý vị với giá cực kỳ hợp lý và đều có hỗ trợ trả góp, xe đời cao có hỗ trợ trả góp, hoặc là những xe biển thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp. Nên hôm nay rất là phấn khởi để gửi đến quý vị giá mới nhất. Và đây thông tin của quý vị đừng quên là bên Dung có những xe đã qua sử dụng tất cả các hãng với giá cạnh tranh nhất thị trường nha quý vị. Đó, xe đủ hãng luôn, hoặc Toyota, Honda, Kia, Mazda, Hyundai thì cũng có hết. Quý vị bên Dung định giá xe miễn phí luôn, nên quý vị cứ gửi cho Dung cái thông tin đầu xe nè, càng vẹt, đăng kiểm với lại cái km. Đó, Dung sẽ trình xếp để lấy cái giá tốt cho quý vị nha. Có hỗ trợ xem xe tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và bên Dung mua xe, mọi thủ tục đều nhanh chóng nhất có thể để quý vị có thể nhận tiền ngay. Đặc biệt khi quý vị mua xe, mua bán giao dịch với Toyota Tân Cảng Phú Chung, nhất là quý vị bán xe mà cái xe đó quý vị đang còn ngân hàng thì bên Dung sẽ tự ra ngân hàng để giải chấp luôn đó, để tránh tiền về sau cho quý vị nha. Chứ đợi nhiều khi có một số khách hàng bán xe, mặc dù là mình đã thanh toán, mình tính toán xong rồi, mình lấy cặp vẹt ra rồi, nhưng mà ngân hàng đó rất là chậm trong việc xóa giải chấp, cho nên là sau này quý vị có đi làm cái gì đó thì nó hơi bị chắc khó một tí, cho nên là bên Dung sẽ lo phần đó luôn. Quý vị chỉ cần gửi Dung thông tin xe đó để bên Dung định giá. Nếu như quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh tiện thì bên Dung sẽ hỗ trợ xem xe tận nơi miễn phí cho quý vị luôn, rất là lợi cho quý vị, giao dịch cực kỳ nhanh chóng và giá cực kỳ cạnh tranh luôn. Đặc biệt ưu đãi cho khách hàng nào đổi xe cũ lên đời xe mới, hoặc là đổi xe đời thấp lên đời xe đời cao thì nhận gấp đôi khoản nha quý vị. Đó là xe của quý vị sẽ được mua với giá cao hơn so với xe bình thường, và cái giá xe mà quý vị đổi á thì sẽ được ưu đãi cực kỳ tốt luôn. Và một thông tin nữa để luôn cập nhật để quý vị nhớ, đó là thời điểm hiện tại đang là thời điểm rất là tốt để quý vị sở hữu xe, cả xe cũ và xe mới luôn đều đang có chính sách ưu đãi cực kỳ tốt để quý vị sở hữu xe trước khi mà có tin về chính thức áp dụng cái giảm thuế trước bạ nha quý vị. Nếu như giảm thuế trước bạ thì đa số các đại lý sẽ cắt giảm chương trình khuyến mại, còn hiện tại mình có thể đặt hàng để hưởng ưu đãi về thuế và hưởng ưu đãi từ đại lý đó, đặc biệt là Toyota Tân Cảng, nên chính sách giá sẽ cực kỳ tốt nha. Còn bây giờ mời quý vị cùng chung đánh giá qua kho xe đang có những xe hot nhất nào, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng nha. Còn bây giờ xin mời. Đây nha quý vị, khu vực ngoài này là xe đã sử dụng mới vừa về đó, những xe này chưa qua Rukuri xong, chưa có thể giao ngay đó, mà Dung quay nhanh để cập nhật giá mới nhất cho quý vị nha. Đầu tiên quý vị thấy chiếc 31902, đó là Fortuner 2020 máy dầu số tự động nha quý vị. Xe này đi 30.260 cây, giá đang chào bán là 990 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn nè quý vị. Xe này có bộ body kit theo xe, full phụ kiện, hầu như là còn nguyên zin hết quý vị. Xe cực kỳ đẹp luôn nha. Dung có quay clip chi tiết rồi, quý vị có thể xem qua. Đó, mới vừa về chưa làm gì hết đã cực kỳ đẹp luôn. Chính hãng tại Toyota Tân Cảng, xe này cam kết không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Đó, full hết luôn rồi. Phụ kiện đồ đầy đủ hết, quý vị mua về là sử dụng thôi. Đặc biệt là quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh mình còn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nữa nha. Đó. Đây đồng hồ km nè quý vị. 30.367 cây. Mình có ghế da màu nâu bọc trần nè, đầu DVD của Toyota luôn đó, Fortuner máy dầu số tự động nha, đi cực kỳ bền và siêu tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Còn bên cạnh là mẫu xe vừa được dọn vệ sinh đẹp đẽ xong đây quý vị, 26517 này là Innova E, xe này 2020 nha quý vị, số sàn màu đồng ánh kim, 65.300 cây, giá đang chào bán là 635 triệu còn thương lượng nha. Đó, mình có ghế da luôn rồi, phụ kiện đồ dán phim, che mưa, đầy đủ luôn hết rồi nè quý vị. Ghế da hai tông màu ha, xe này thì cũng hầu như là nó không có khác gì xe mới hết. Đó, chính hãng tại Toyota Tân Cảng Bình Dung. Đó, ghế da cực kỳ đẹp luôn, cam kết không đâm đụng, không ngập nước và có hỗ trợ trả góp nha. Quý vị nào tìm Innova mà muốn tiết kiệm nhiều thì đây là mẫu xe rất là đáng nha quý vị. Đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, mình lấy xe này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Và bên Dung còn một chiếc Fortuner vừa mới về, hai chiếc quý vị, đang đậu không có đậu ở đây nên Dung thông tin trước để quý vị nắm ha.
máy xăng số tự động một cầu, xe 2017 đi 45.000 cây, xe đó 850 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và một xe 2010 máy xăng số tự động một cầu luôn quý vị, 2018 đi 25.000 cây, giá đang chào là 915 triệu. Cả hai xe đều còn thương lượng mạnh nha quý vị. Đó, còn Innova thì bên Dung còn một chiếc 2017 màu trắng 58.000 cây, giá 501, đang làm Marukuri nên không có quay ở đây được đó quý vị, chưa có xuống xe ha. 2014 màu bạc 182.000 cây, chỉ có 345 triệu thôi. Innova E số sàn luôn nha quý vị. Đó là những chiếc xe mà đang trong quá trình dọn dẹp, chưa có nằm ở đây để quay cho quý vị xem được. Đó, Dung thông tin trước để quý vị nắm nha. Rồi, và bên Dung còn một chiếc xe 5 chỗ, thì có một chiếc Atip 2015 quý vị. Xe màu bạc đi 61.000 cây, xe đó rất là đẹp, 515 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe đó thì đang trong quá trình dọn vệ sinh ha, cho nên là mình chưa có xem được. Rồi, tiến ra khu vực này là những cái xe mà có giao ngay và đang có thương lượng giá cực kỳ tốt nha quý vị. Đó, những cái xe này, nè quý vị thấy nè, hai hàng, đó, hàng 5 chỗ, hàng 7 chỗ, ha, cả hai hàng này. Xe giao ngay giá cực kỳ tốt nha quý vị, nhớ gọi với Dung cho Dung để Dung báo cái giá tốt nhất cho quý vị nha. Đầu tiên là mẫu Yaris, chiếc này là 2015 nha quý vị, 2015 nhưng mà đi mới có 11.000 cây hơn một xíu thôi, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Yaris màu đỏ 465 triệu nha. Đây, xe này của một cô ở thành phố Hồ Chí Minh là hầu như là cổ không có đi, cô chỉ đậu ở nhà thôi, rất là ít đi. 2015 đến giờ xe nhập khẩu đi cực kỳ bền luôn. Quý vị nào muốn một mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn mà có thể đi đẹp bền nữa thì rất là đáng để quý vị cân nhắc nha. 2015 465 triệu còn thương lượng nha quý vị, biển thành phố luôn. Còn bên cạnh là mẫu xe đang được giảm giá rất là mạnh, Toyota Wigo 2019 số tự động quý vị. Xe này đi 25.000 cây, 340 triệu, biển số tỉnh Bình Dương nha. Phụ kiện rồi này kia cũng đầy đủ hết rồi. Còn đây là Camry 2017 2.5Q nha quý vị, 880 triệu, xe này đi 65.000 cây. À, 2017 này là form cũ nha. Mình dùng có hai chiếc, một chiếc form cũ, một chiếc form mới. Chiếc form mới đã có khách hàng đặt cọc rồi ha. Biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe này thương lượng mạnh luôn đó quý vị. Bên cạnh là Camry 2010, chiếc này 2014 nha quý vị, màu đen ha, 2.5Q luôn nha, 725 triệu, 113.000 cây. À Dũng xin lỗi, chiếc 2014 này bây giờ giá giảm mạnh luôn rồi quý vị, còn 705 triệu thôi và còn thương lượng nữa nha. Đó, quý vị nào tìm Camry thì muốn mua xe mà yên tâm chất lượng thì Tân Cảng mà mua nha quý vị, và đang có giá cực kỳ tốt cho mình luôn nha. Cứ liên hệ với Dung sẽ báo cái giá tốt nhất cho quý vị. Cũng là Camry và đây là 2013 màu nâu vàng nha. Đi 118.000 cây, 640 triệu thôi nha quý vị, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Biển xe này xe công ty, xuất hóa đơn đầy đủ nha. Đó, còn thương lượng rất là mạnh. Rồi, còn chiếc này thì 2017 form mới, đã có khách hàng đặt cọc rồi. Fios G này cũng đã có khách hàng cọc rồi quý vị. Tiếp theo là đây, chiếc xe này còn nè, Mazda 2 đời 2018. Xe này đi 19.900 cây, 460 triệu còn thương lượng nha quý vị. Biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, cái màu này rất là lạ, rất là hay ha. Các chị nữ thì đi Mazda là đẹp rồi. Form dáng thiết kế tất cả đều rất là tuyệt vời. Rồi mình tiến vào khu vực bên trong quý vị. Đó, màu bạc 2018 đây quý vị, Brut 1.5 số tự động. Xe này nhập khẩu luôn nha. Đó, có đề startup, hệ thống đèn LED. Nói chung là xe 7 chỗ giá rẻ, do bây giờ nó mới rẻ thôi, thời điểm mới ra mắt được gọi là tiểu Fortuner quý vị, giá cũng khá là cắt đó. Xe này biển số tỉnh, đi 48.000 cây, 570 triệu nha, còn thương lượng rất là mạnh nha quý vị. Quý vị nào mà tìm 7 chỗ giá rẻ, đi gia đình, đó, số tự động, bền bỉ tiết kiệm thì Brut rất là đáng nha quý vị. Xe thiết kế cực kỳ đẹp luôn á. Theo cá nhân Dung thì Dung đánh giá là thiết kế khá là ổn á. Nhìn nó thể thao đúng chất SUV luôn.
đó, Route 2018. Tiếp theo cũng là một mẫu 7 chỗ giá siêu rẻ luôn, Avanza 2019. Xe này là bên Dung xả kho giải lỗ nha, 485 triệu còn thương lượng nữa nha quý vị. Biển thành phố Hồ Chí Minh 2019 đi 65.000 cây nha. Cực kỳ rẻ luôn, còn thương lượng nữa. Quý vị nào tìm 7 chỗ đến vừa vô nha. Những quý vị nào mà ở thành phố hoặc là mới thi bằng lái xong, muốn có một chiếc xe để dọc để chở được cả nhà mình á, thì đây là rất là đáng để quý vị lựa chọn nha. 485 triệu còn thương lượng mà có một chiếc xe số tự động 7 chỗ chở cả nhà mình đi rồi. Còn bên cạnh để chúng xem đây là xe Innova nào nha. Giờ Innova nó còn khá là nhiều. Năm 1953. Biển thành phố Hồ Chí Minh. À xin lỗi, xe này có khách hàng đặt cọc rồi. À Dung xin lỗi, đây nè quý vị, Innova 2018 60.000 cây, màu nâu đồng. Xe này 580 triệu còn thương lượng mạnh nha quý vị. Đó, đặc biệt là cái xe này còn thương lượng rất là mạnh. Quý vị nào mà muốn tìm Innova thời điểm này giá rẻ thì gọi ngay cho Dung nha. Giá còn giảm mạnh đó quý vị, 580 giảm mạnh nha. 2018, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, tiếp theo cũng là một mẫu xe giảm cực kỳ mạnh đây quý vị. Innova Venturer 2018 màu đen, 57.000 cây, biển Long An, 690 triệu thôi là có một chiếc Innova số tự động, mặc đồ đẹp đó, rất là ngầu nha. Giá 690 là còn thương lượng mạnh nữa. Quý vị muốn sở hữu chiếc này thì cứ gọi cho Dung để Dung báo giá tốt nhất nha. Còn thương lượng nữa, Venturer phiên bản đặc biệt của Innova G đó quý vị, số tự động, body kit ha, theo xe luôn. Nhìn cái xe nó rất là ngầu, bộ mâm này Dung ưng cái bộ mâm này ghê. À, còn bên cạnh cũng là Innova, và đây là phiên bản, để em xem cái xe này do còn tới mấy chiếc Innova luôn, 2018 nha quý vị, Innova E 2018 48753. Tám 88.000 cây, 580 triệu nha quý vị. Đó, là những cái dòng này là Innova 2018 thì bên Dung còn khá là nhiều, cho nên là giá nó cũng đang rất là linh hoạt, rất là mạnh luôn. Nên quý vị nào tìm Innova thời điểm này muốn giảm nhiều thì hãy gọi cho Dung nha. Tiếp theo cũng là Innova, nhưng mà đây là phiên bản V nha quý vị, là bản cao cấp nhất, 7 chỗ ngồi ha. Xe này 2018 73.000 cây, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn, 755 triệu, biển công ty. Nên quý vị nào ở thành phố mà về xe này thì mình vẫn được bấm một cái biển mới ở thành phố, nhưng mà không có bị tốn 20 triệu tiền biển số nha, chỉ tốn phí sang tên rồi này kia thôi. Đó, dòng cái xe này rất là đẹp quý vị, 7 chỗ thôi, ở băng ghế phía sau nó tách ra cho nên là rất là đẹp. Dung có quay clip chi tiết, quý vị có thể xem trực tiếp hoặc là nhắn tin cho Dung để Dung gửi link qua quý vị xem nha. Innova V xe này cũng thương lượng rất là mạnh. Bên cạnh là đàn anh, đây nha quý vị, Fortuner máy dầu 2.8 đời 2021. Xe này hầu như nó không có khác gì xe mới, ngoại trừ là nó tiết kiệm hơn cho mình thôi. Đó, có biển số full phụ kiện, biển thành phố Hồ Chí Minh, chủ xe chưa chạy ngoài đường luôn, chỉ có bên Dung cho khách hàng lái thử và là chạy đi đăng ký nha. 1.380 triệu còn thương lượng mạnh nha quý vị. Đó, 2.8 hai cầu, máy dầu, đi cực kỳ bền và tiết kiệm nữa. Đó, sơ qua một vòng thì kho xe hiện tại đang có nhiều nha quý vị. Và Fortuner, Dung xin phép nhắc lại là có xe 2019 máy dầu số sàn 2019 885 triệu thôi nha quý vị, biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, máy dầu số tự động 2020, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn, màu bạc, 30.000 cây, 990 triệu còn thương lượng. Fortuner máy xăng số tự động 1 cầu 2017 45.000 cây, 850 triệu. Fortuner 2018 25.000 cây nha quý vị, 915 triệu. Hai chiếc 17, 18 là máy xăng số tự động 1 cầu nha quý vị. Xe cực kỳ đẹp luôn. Quý vị nào muốn xem xe thì gọi cho Dung để Dung
xuống hỗ trợ quý vị xem xe hoặc là gửi video chi tiết để quý vị xem nha. Rồi, Dung xin nhắc lại là xe đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng thì đều có cam kết không đâm đụng, không ngập nước, cấp giấy chứng nhận chất lượng cho quý vị luôn. Và những xe nào mà hết bảo hành hãng thì đối với xe Toyota, bên Dung sẽ bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số, nên quý vị yên tâm sử dụng nha. Quý vị, bên Dung có thu xe đã qua sử dụng tất cả các hãng với giá cạnh tranh nhất thị trường và có hoa hồng cho người giới thiệu thành công, nên quý vị nào đang có nhu cầu mua bán ô tô thì hãy gọi cho Dung nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Dung nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.